xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm về vệ thống. Phải chia sẻ thật sự với cả anh chị em là hiện tại thì khi mà đọc truyện ấy thỉnh thoảng nó vẫn bị ho, uh, nó vẫn bị lên cơn tức là đang đọc thì nó giật lên một cái nó ho cho nên là nhiều khi nó cũng ảnh hưởng vừa tiến độ cũng như là chất lượng uh, uh, chắc là hậu không biết là hậu cúm hay là hậu covid mình mình mắc thì cũng lâu lâu rồi đấy, như anh em biết đấy mà bây giờ thì thì nó vẫn bị như thế. À, có thể là lên chuyện nó hơi muộn một tí thì mong các anh chị em thông cảm và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 44 truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện thì vẫn như mọi hôm rất mong anh chị em quý vị các bạn bấm nút đăng ký kênh kiếm hệ hệ thống cho Đình Duy một like một comment cảm xúc khi nghe hết từng tập truyện và có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả ngay sau đây là tập 44 Bắc Tống nhàn vương. Sắp đến buổi trưa, Triệu Nhan mới từ trong hoàng cung đi ra. Sau đó tự mình ngồi lên xe ngựa, trở lại quận Vương Phủ. Khi đi vào bên trong, vừa lúc thấy bốn người tào dĩnh và bảo an công chúa, thọ khang công chúa, tiết ninh nhi đang nói giỡn. Thấy Triệu Nhan đi vào, bảo an công chúa mở miệng nói đầu tiên. Mà sao Tam Ca Nhi nán lại trong cung lâu như vậy, ta cùng dương tam tỷ và dĩ nhi muội muội đợi ngươi ở trên xe ngựa một hồi lâu cũng không thấy ngươi đi ra cuối cùng chúng ta đành phải trở về trước đại ca nói phụ thân tìm ta có chuyện kết quả kéo dài tới tận bây giờ triệu nhân lên tinh thần cười nói hướng tào dĩnh mở miệng à đúng rồi không phải ta cho người báo cho nương tử biết trở về trước rồi sao nghe lời triệu nhân nói tào dĩnh hơi ngượng ngùng à, ta nghĩ rằng lễ mừng năm mới hôm nay phụ quân không phải nán lại trong cung quá lâu cho nên đã nghĩ cùng chàng trở về nhưng không nghĩ tới chàng đi lâu như vậy sớm biết tiếp cùng nhị thì với tam tỷ trở về <laughs> trong cùng ta khuyên dĩnh nhi trở về sớm một chút nhưng nàng lại nói tam đệ ngươi mệt mỏi cả đêm cho nên muốn cùng ngươi trở về thật không ngờ ngươi đi lâu như vậy lúc này thọ khang công chúa cũng mở miệng nói nhìn về phía triệu nhan và tào dĩnh ánh mắt mang vài phần ý cười khiến cho tào dĩnh hết sức ngượng ngùng triệu nhan cùng tào dĩnh các nàng nói đùa mấy câu sau đó tùy ý ăn một chút cơm trưa Lúc này mọi người đều ngáp, dù sao cả đêm cũng không ngủ. Sáng hôm nay, lại ở trong cung đi chúc Tết. Cũng may mắn bọn họ tuổi còn trẻ, bằng không đổi lại người lớn tuổi, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân do đó, mấy người triệu nhân đều trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ có điều về sau triệu nhân đang nằm ở trên giường, mặc dù cảm giác rất rõ ràng là mệt, nhưng thế nào lại không ngủ được. Trong đầu đều nghĩ tới sự việc đi lưu quốc, ban nãy sở dĩ hắn không nói cho Tào Dĩnh chính là không muốn làm cho các nàng ấy lo lắng. Với lại hiện tại vừa lúc mừng lễ năm mới, chính mình và Triệu Húc muốn đi liêu quốc phải mất hai tháng sau, cho nên không cần phải cho Tào Dĩnh các nàng ấy biết sớm như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi liêu quốc, Triệu Nhân liền nghĩ tới gia luật trọng nguyên. Người này trong lịch sử cũng không phải là quá nổi danh. Sở dĩ Triệu Nhân nhớ rõ ông ta, muốn cảm ơn ông ta để lại cho hậu thế võ công tuyệt là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ, lấy bối cảnh thời Tống Điêu. Triệu Nhân và phần lớn người ta cũng thế, thích nhất chính là Tiêu Phong, cho nên đề cập đến Tiêu Phong cũng nắm trong lòng bàn tay. Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong và Hoàng đế Liêu Quốc ra luật hồng cơ kết bái huynh đệ. Chính là trong cuộc phản loạn ở Liêu Quốc, ông ta cứu ra luật hồng cơ một mạng. Mà trận phản loạn phát động chính là lúc gia luật trọng nguyên được phong làm hoàng thái thúc lúc đầu triệu nhân nghĩ cái tên này chỉ có bịa đặt trong tiểu thuyết nhưng sau này tra xét một chút mới phát hiện hóa ra trong lịch sử gia luật trọng nguyên thật sự được phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái gia luật kiếp trước nhờ một hành động nhỏ triệu nhân vô tình biết được sự tích về người tên gia luật hồng cơ này lại nói gia luật trọng nguyên người này cũng hết sức hiếm thấy y là đệ đệ ruột của phụ thân gia luật hồng cơ lưu hưng tông với lại năm đó phụ thân của họ là lưu thánh tông qua đời Tiên hậu Thiên vị gian luật Trọng nguyên hơn, bèn mưu đồ bí mật phế bỏ con trưởng Lưu Hưng Tông, rồi lập Gia luật Trọng nguyên làm đế vương. Nhưng mà Gia luật Trọng nguyên biết do âm mưu này, lập tức mật báo cho ca ca. Kết quả Lưu Hưng Tông giận dữ, lập tức phế đi danh hiệu Thái hậu của mẫu hậu, rồi phong Gia luật Trọng nguyên làm Hoàng thái đệ. Vốn chuyện này đơn giản chỉ là đấu tranh cung đình, Gia luật Trọng nguyên chắc là xuất hiện suy tính nào đó, bèn bán mẫu thân. Kết quả khiến cho mẫu thân bị tước danh hiệu Thái Hậu, chính mình là được phong danh hiệu Hoàng Thái Đệ. Tuy nhiên về sau, sự tình xuất hiện khó khăn chắc trở. Chỉ trách Liêu Hưng Tâm miệng rộng, một lần đang núp say rượu không ngờ hướng bởi phía gia luật trọng nguyên hứa hẹn. Sau này chính mình chết đi, nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ông ta. Mà không phải là truyền lại cho con trai của mình. Không ngờ gia luật trọng nguyên tưởng chuyện này thật. Thời gian trôi qua, ông ta đối với ngôi vị hoàng đế thật có hứng thú. Ngày ngày ở tại nhà mong đợi đại ca chết, thật sự đúng như nguyện vọng của ông ta. Liêu Hưng Tông không tới 40 tuổi đã chết rồi. Nhưng khiến gia luật trọng nguyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là Liêu Hưng Tông trước khi chết đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai của mình, gia luật Hồng Cơ. Ông ta căn bản tuyệt nhiên không biết chuyện gì. Vì thế dưới tình huống như vậy, trong lòng gia luật trọng nguyên hết sức oán giận. Cho dù sau khi gia luật Hồng Cơ đăng cơ đã phong ông ta làm hoàng thái thúc, kiêm nhiệm Thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trong lòng gia luật trọng nguyên không có cách nào dập tắt cơn thịnh nộ hơn nữa con trai ông ta gia luật niết lỗ cổ suối bảy cuối cùng gia luật trọng nguyên cũng nằm phản đáng tiếc là cuộc phản loạn thất bại dẫn đến tự tử nghĩ đến lịch sử cuộc đời của gia luật trọng nguyên triệu nhan trong lòng đánh giá đối phương bằng hai chữ chính là lận đận vốn trước khi lưu thánh tông chết mẫu thân của gia luật trọng nguyên là tiêu nậu cân nhiếp chính Liêu Hưng Tông ngồi lên ngôi vị hoàng đế chưa vững chắc, nếu như lúc ấy gia luật Trọng Nguyên đồng ý cùng mẫu thân Tiêu Nậu Cân cùng làm phản, có khả năng rất lớn giành được ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc ông ta hết lần này tới lần khác lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc mấy thập niên về sau, ông ta cũng bắt đầu làm phản giành lấy ngôi vị hoàng đế. Kết quả đành phải tự sát. Nếu ông ta biết trước như vậy, lúc trước nên cùng mẫu thân làm phản, nói không chừng đã sớm làm hoàng đế rồi tính toán thời gian ra luật trọng nghiên cũng sắp làm phản rồi nếu như lúc này ta cùng đại ca đi liêu quốc sau đó âm thầm châm ngòi một chút nói không chừng sẽ làm cho trận phản loạn này càng thêm mạnh mẽ triệu nhan lúc này đột nhiên nói mặc dù làm phản không phải là một chuyện tốt khẳng định là có vô số người vì vậy mà mất mạng nhưng dù sao là liêu quốc phản loạn cũng không phải là đại tống chết nhiều người hơn nữa làm cho triệu nhan cũng phải nhíu mày một chút thậm chí hắn hy vọng Liêu quốc có thể vì trận phản loạn này mà nguyên khí tổn thương nặng nề. đến lúc đó đại tống cũng liền không cần phải lo lắng thù địch nữa rồi thậm chí còn có thể an tâm đối phó với bọn cường đạo tây hạ nghĩ đến đây triệu nhan cũng quyết tâm đi Liêu quốc nếu chẳng may mình và triệu húc đến Liêu quốc đúng lúc gặp được gia luật trọng nguyên phản loạn vậy chính mình chẳng phải nguy hiểm sao phải biết rõ việc gia luật trọng nguyên thế nhưng thời gian qua đều tiến cống bằng sức mạnh với đại tống Vậy chính mình và Triệu Húc rơi vào tay đối phương, kết quả nhất định là không tốt. Chỉ có điều Triệu Nhan liền bỏ đi suy nghĩ này. do luật Trọng Nguyên ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm rồi. Không có khả năng chính mình đi lưu quốc vừa khớp thời điểm phát động làm phản. Chính vì mình và Triệu Húc thân là hoàng tử, không có khả năng vận mệnh lại đen thủi như vậy. Nếu không, cũng sẽ không đầu thai vào gia đình tốt như vậy. Mặt khác lùi người 10.000 bước mà nói, cho dù vận mệnh bọn hắn thật sự đến mức ấy, đúng lúc là phải phản loạn gia luật trọng nguyên, dựa theo những sự việc vốn có trong lịch sử, gia luật trọng nguyên làm phản chính là một bi kịch. Lại thêm hắn và triệu húc thân phận cao quý, lúc phản loạn phát sinh nhất định sẽ được gia luật hồng cơ coi là trọng điểm mà bảo vệ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhiều điều bất chắc. Nghĩ tới những điều này, triệu nhan rút cục thở dài. Đối với lần này đi lưu quốc hoàn toàn không yên lòng đến lúc đó còn gây chuyện chia rẽ cũng không nhất định cần hắn và triệu húc tự mình đi làm không phải hoàng ngũ đức sắp xếp không ít nhân thủ ở liêu quốc ư đến lúc đó tìm thời cơ sử dụng những người này khẳng định có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn trước đây trương nhân tiên ở đại tống cũng làm như vậy đấy chẳng qua phóng hỏa đốt hoàng cung thật sự là rất bị ổi triệu nhan liền muốn chơi đùa một chút lần này nhất định làm cho liêu quốc không thể không thương gân động cốt triệu nhan trong đầu nghĩ tới chuyện liêu quốc cuối cùng không ngờ bất giác ngủ thiếp đi với lại giấc ngủ đầy vô cùng nặng nề đợi cho hắn tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi hỏi qua mới biết được tào dĩnh và bảo an công chúa bỏ qua ăn cơm chiều hôm qua thoáng cái ngủ đến đêm hôm qua mới tỉnh sau đó bốn người nữ nhân tiến tới cùng nhau chơi mặt trượt nghe đến đó triệu nhan cũng dở khóc dở cười xem ra mặt trượt thật sự có sức hấp dẫn ngay cả tào dĩnh mấy người nữ nhân cũng không thoát khỏi ma trào của mặt trượt trong mấy ngày kế tiếp triệu nhan và tào dĩnh thì bận rộn rồi bọn họ chẳng những cùng trường bối hoàng thất đi mừng năm mới ngoài ra còn phải đi tạo ra chúc tết mặt khác cũng không có thiếu người đi quý phủ mừng năm mới Trời nhân cảm giác lễ mừng năm mới so với ngày thường còn mệt mỏi hơn thật may là cũng đã tới mùng năm tập tục chúc tết mừng năm mới rốt cục đã trôi qua cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút thời gian quá nhanh hôm nay đã là 15 tháng riêng chính là tết nguyên tiêu chỉ có điều ở thời kỳ đó đại tống còn có một cái tên khác đó chính là đăng tiết ở thời điểm này thành đông kinh không những nổi tiếng hội đền lồng thậm chí còn truyền về sau ví dụ như trong chuyện thủy hử nằm trong tứ đại danh tác trong đó có nói đến hào hán lương sơn náo loạn đông kinh cũng bởi vì nam tử đó muốn vào kinh thành xem hội đền lồng ngay cả bọn giặc cướp mạo hiểm tính mạng vào kinh từ đó có thể biết đông kinh hội đền lồng hấp dẫn như thế nào để thưởng thức hội đèn lồng ngày 15 này, Tào Dĩnh và Bảo An Công Chúa các nàng đều là sau khi ăn cơm trưa, ngủ một giấc, đợi đến lúc trời sắp tối mới tỉnh. Sau đó cực kỳ hứng thú, lôi kéo triệu nhan đi trên đường phố xem đèn. Nói tới các nàng nữ tử quý tộc này, thật không dễ dàng. Bình thường cho dù đi ra khỏi nhà cũng là ngồi xe ngựa, có rất ít cơ hội xuất đầu lộ diện giống như người bình thường thế này. Nhưng mà Tết Nguyên Tiêu này lại rất khác. Cho dù là thiếu nữ còn đang trong quy phòng cũng có thể vào ngày hôm nay du ngoạn trên phố. Thậm chí gặp được nam tử ngưỡng mộ trong lòng còn có thể mượn cơ hội ước hẹn. Cho nên Tết Nguyên Tiêu có thể nói là lễ tình nhân rất được các nàng hoan nghênh. Triệu Nhan đối với hồ đèn lồng trong thành Khai Phong cũng mong đợi đã lâu. Lập tức hắn dẫn theo Tào Dĩnh đi ra cửa, bên cạnh còn có nha hoàn, xung quanh còn có thị vệ, miễn không cho người khác xông tới. Nói cho cùng Tết Nguyên Tiêu hôm nay không phải náo nhiệt bình thường. Lấy thân phận của Tào Dĩnh và Triệu Nhan thật sự không thể nào giống như người khác chen tới chen lui. Chỉ có điều Triệu Nhan không biết rằng lễ Nguyên Tiêu này còn có một niềm vui lớn bất ngờ đang chờ hắn. Chỗ náo nhiệt nhất trong Tết Nguyên Tiêu Đông Kinh đương nhiên chính là Ngự Nhai ở cửa chính của Hoàng Cung. Hàng năm Hoàng Cung đều treo ngao sơn lớn trên con phố này, gọi là ngao sơn cũng chính là dùng đèn màu xếp thành hình dạng cự ngao, là chiếc đèn lớn nhất thành Đô Kinh. Nhìn thì đồ sộ vô cùng. Trong hai ngày 15, 16 này, hàng ngày đều có vô số người tới xem, chen trúc chật như nêm cối. Ngoài ra đáng nhắc tới là Ngự Nhai không phải là con đường hoàn chỉnh, mà ở giữa bị một con sông chia thành hai nửa. Con sông này là một nhánh sông của sông Biện ở trong thành, có thể thông thẳng tới Hoàng Cung. Mặt khác ở điểm giao giữa Cung Trung và sông Kim Thủy, bởi vì con đường này chủ yếu là trên Ngự Nhai, cho nên còn được gọi là sông Ngự. Ngao Sơn chính là treo ở con sông này. Triệu Nhan và Tào Dĩnh sau khi ra khỏi quận Vương Phủ, trước tiên là tới Ngự Nhai để ngắm Ngao Sơn. Nhưng chờ tới khi họ tới dưới Ngao Sơn, ánh trời chiều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Ánh đèn trên Ngao Sơn cũng chưa có được châm lên. Điều khiến cho Triệu Nhan có chút nghi ngờ. Không biết vì sao đám người Tào Dĩnh lại muốn tới sớm như vậy càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ là ngao sơn lúc này đã đầy người rồi nếu không phải họ dẫn theo một thị vệ mở đường thì e là không thể vào được đương tử ngao sơn này vẫn chưa có châm nền chúng ta tới sớm như vậy để làm gì cuối cùng triệu nhan cũng đã không nhịn nổi mà hỏi tào dĩnh đồng thời ánh mắt cũng đang quan sát ngao sơn trước mặt chỉ thấy tòa này cao khoảng vài trượng phạm vi chiếm khoảng nửa mẫu đất đã đứng chật kín sông ngự rộng lớn trên hai bên đường phố đều là người tới xem ngao sơn, thậm chí ngay cả nhà cửa xung quanh, trên cây đại thụ và tường đều ngồi đầy người. Trên mặt mọi người ai nấy đều nở nụ cười hưng phấn. <cười> Phụ quân an tâm, chớ con nóng vội. Chính vì ngao sơn vẫn chưa châm lửa cho nên mới có nhiều người như vậy. Chờ lát nữa người sẽ biết. Tà dĩnh cười úp úp mờ mờ nói. Họ đứng ở bên sông ngự, trái phải ngao sơn, phía trước chính là sông. Không có ai ngăn cản, đương nhiên tầm nhìn rộng có thể nhìn được hết cảnh tượng của ngao sơn có thể nói là một trong những vị trí tốt nhất thấy tào dĩnh không trả lời triệu nhan cũng có chút bất đắc dĩ hắn lại ngại hỏi người khác chỉ còn biết kiên nhẫn chờ kết quả là khi ánh chiều tà phía tây hoàn toàn xuống núi đường phố cuối cùng cũng mờ tối nhưng kỳ lạ là trên cả phố ngựa nhai vẫn không có ai đốt đèn nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nghe thấy ở phía xa sông ngựa vang lên một hồi chống trận nặng nề. Tiếp theo, trên sông ngựa ở phía xa, ánh đèn bỗng sáng lên. Sau đó cùng với tiếng hiệu lệnh đốt đèn, những ánh đèn đó ở xa lại bắt đầu di chuyển. Mặt khác, tốc độ càng ngày càng thấy gấp rút hướng về phía ngao sơn. Vừa mới bắt đầu, chủ nhân còn không hiểu ánh đèn phía xa là gì. Nhưng cùng với tiếng ký hiệu trình thể, ánh đèn phía xa cũng là càng ngày càng gần lúc này triệu nhan bỗng phát hiện thấy hóa ra những thứ gọi là ánh đèn này sau đó là từng chiếc đèn rồng trên mặt nước gọi là đèn rồng kỳ thực chính là từng con thuyền nhỏ hẹp dài đầu và đuôi thuyền lần lượt được dán thành đèn lồng đầu rồng và đuôi rồng sau khi thắp đèn từ một thanh niên cường tráng thao tác bay nhanh về phía ngao sơn hôm nay là tết nguyên tiêu mà không phải là tết đoan ngọ vì sao trên sông ngự lại thi đấu thuyền rồng Triệu Nhân thấy những chiếc thuyền đèn rồng đang nối tiếp nhau đó, vẻ mặt khó hiểu, liền nói. Phu quân, sai rồi. Đây không phải là cuộc thi thuyền rồng, mà gọi là cuộc thi đèn rồng. Một chiếc thuyền nhỏ chính là một chiếc đèn rồng. Đèn rồng nào tới ngao sơn trước, như vậy không những có thể giành được điểm đốt treo trên ngao sơn, mà đèn trên thuyền của hắn ta cũng được chọn đi. Sau đó tặng vào tay công nhân do quan gia phái tới, để cô ta đích thân đốt đèn trên ngao sơn chờ tới khi đèn được thắp sáng trên ngao sơn đèn của cả con phố ngự nhai mới được thắp sáng sau đó mới là đèn hội của thành đông kinh chính thức bắt đầu lúc này tào dĩnh mới mỉm cười giải thích hóa ra là như vậy ta còn tưởng là trời vừa mới tối là có thể đốt đèn rồi không ngờ còn có nhiều chú ý như vậy lúc này triệu nhan mới như bừng tỉnh nói thấy người triệu tống cũng rất biết đùa chỉ là một chuyện đốt đèn mà có thể nghĩ ra nhiều hoa văn như vậy trên sông ngựa rộng lớn hàng trăm chiếc thuyền đèn rồng tranh nhau nối đuôi nhau phu thuyền trên thuyền đều liêu mạng trèo thuyền buổi tối mùa đông không ngờ chỉ mặc có một chiếc áo hở hai cánh tay khi trèo thuyền cơ bắp dấn chắc trên cánh tay tráng kiện lóe lên màu sắc sáng bóng nhìn rất có vẻ đẹp dương cương toàn nhìn người hai bên bờ đều hoan hô hô lên cuối cùng vẫn có một chiếc thuyền đèn lồng màu đỏ với ưu thế nhỏ tới ngao sơn đầu tiên kết quả là trên ngao sơn sớm đã có một nội thị chờ lâu rồi lên bước lên mời phu thuyền đắc thắng lên ngao sơn treo lên chỗ tốt phía trên. cùng đồng thời với lúc phu thuyền lên ngao sơn lại có một cung nữ mặc quần áo rực rỡ bước tới, bước lên thuyền đèn lồng cầm bó đuốc bước lên trên, sau đó từng bước đi lên ngao sơn. mặt khác còn châm lửa lên đèn chính ở giữa ngao sơn, kết quả là bỗng chốc cả ngao sơn đều sáng rực lên. lúc này một số ngọn đèn xung quanh cũng lục đục được mọi người châm lửa rất nhanh cả ngao sơn đều sáng rực đèn ngũ sắc thấy trong sự đồ sộ còn có vài phần mộng ảo khó tránh có nhiều người chờ đợi sự thưởng thức cảnh đẹp của ngao sơn này triệu nhân cùng đám người tào dĩnh thưởng thức một hồi dưới ngao sơn kỳ thực đối với triệu nhân mà nói vừa rồi khi ngao sơn vừa châm lửa quả thực đã khiến cho hắn có chút rung động tuy nhiên không bao lâu sau lại cảm thấy có chút nhàm chán dù sao đèn nê ông ban đêm mở hậu thế cũng còn đẹp hơn cả ngao sơn trước mặt này thậm chí đôi khi vào ngày lễ tết còn có một số đèn nê ông loại lớn được lắp ở bên ngoài nhà tuyệt đối còn đẹp hơn cả tòa ngao sơn này sau đó thật không dễ dàng gì chờ cho tới khi đám người tào dĩnh ngắm ngao sơn sau đó đám người bắt đầu men theo ngự nhai thưởng thức đèn hoa hai bên đường trên đường phố không những người người đều cầm đèn mà trước cửa cửa hàng hai bên đường cũng đều treo đèn hoa cửa hàng càng lớn đèn hoa trước cửa càng toát lên vẻ đẹp khí khái mặc dù không thể sánh được với ngao sơn nhưng cũng có một phong cách riêng thậm chí ngay cả triệu nhan cũng rất thán phục đèn hoa phong phú đa dạng này con người của hai thế giới hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đèn hoa nhiều như vậy ngắm đèn hoa dù có từ thưởng thức nhưng cả quá trình không chỉ là thưởng thức ngoài ra còn có một hoạt động quan trọng khác nữa đó chính là mua đồ thậm chí khi đám người tàu dĩnh ra ngoài còn cố ý không quan cơm tối chính là đề bụng còn thường thức đồ ăn vặt hai bên phố đèn ngoài ra còn có rất nhiều sạp hàng nhỏ đa dạng phong phú khác nữa ví dụ như mua mặt nạ mua son phấn mua đồ trang sức đương nhiên nhiều nhất vẫn là mua đèn hoa đơn giản là nó còn nhiều hơn cả những sạp bán đồ ăn vặt kia trưởng Nhan đích thân mua rất nhiều đồ ăn vặt cho đám người tào dĩnh mọi người vừa đi vừa ăn bình thường làm như vậy chắc chắn có chút bất nhã nhưng lúc này lại căn bản không có ai chú ý tới những điều này Đương nhiên Triệu Nhan cũng không quên mua đèn hoa quan trọng nhất, kiểu dáng của đèn hoa cũng đa dạng và phong phú, có cá vàng, cung nữ, đầu cát. Mỗi loại Triệu Nhan đều chọn mua một cái, sau đó mỗi người chọn một cái đèn hoa trên đường phố đông nghịt. Xung quanh cũng đều là người qua đường đủ loại, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười thân thiện, tuyệt đối là cảnh tượng thịnh thế mới có. Ê, sao còn có nha dịch áp giải phạm nhân chứ? đang đúng lúc triệu nhân và đám người tào dĩnh nói cười tiến về phía trước, Khoe mắt hắn vô tình nhìn về góc phố phát hiện thấy ở đó đang đứng mấy phạm nhân đội gông xiềng bên cạnh còn có mấy nha dịch đứng canh hình như là thị chúng bình thường ở quận vương nhìn xem trên cổ họ đeo tấm biển làm biết nghe thấy nghi vấn của triệu nhân trước tiên tuyết ninh nhi đã nhìn thấy những phạm nhân đó mỉm cười chỉ và nói triệu nhân nghe lời Tiết ninh nhi mới phát hiện hóa ra trước ngực những phạm nhân đó đều đeo một tấm biển Phía trên viết không ít chữ, khi hắn bước gần lại mới nhìn rõ. Chỉ thấy một phạm nhân trong đó trước ngực viết, phạm nhân hứa tam khi hội đèn lấy trộm tiền của, do đó thị chúng Ngoài ra thì một phạm nhân khác viết, phạm nhân vương khách, khi hội đèn đụng chạm vào cơ thể phụ nữ, do đó thị chúng Mấy người còn lại trước ngực cũng đều viết rõ tội danh của từng người. Nhìn tới đây, trưởng nhân này có chút không hiểu nói. Ăn trộm tiền của chắc chắn là phải chịu hình phạt rồi, nhưng vì sao đụng chạm cơ thể phụ nữ cũng bị chịu hình phạt? trong hội đèn nhiều người như vậy nam nữ chen chúc với nhau có tránh khỏi có chút đụng chạm nếu như vậy cũng là phạm tội đó chẳng phải là muốn đàn ông trong hội đèn đều bị bắt hết sao Tới bộ dạng nghi ngờ của triệu nhan tào dĩnh lúc này mỉm cười giải thích nếu bị người quá nhiều mà động chạm vào cơ thể phụ nữ đương nhiên là không thể chịu hình phạt rồi quan phủ chủ yếu là bắt những kẻ phóng đãng dựa vào lý do hội đèn chật trội đó cố ý chiếm tiện nghi của nữ giới mặt khác những phạm nhân đứng bên đường này cũng chưa chắc là thực sự phạm tội hành viết trước ngực đại đa số đều là phạm nhân trong ngục trong hai ngày này bị lâm thời đề xuất treo biển thị chúng dùng cách này để cảnh báo người tham gia hội đèn không được phạm tội ha hóa ra là như vậy ta nói tội hành của những phạm nhân này sao lại trùng hợp đến như vậy chứ triệu nhan nghe tới đây cũng bật cười lớn nói không ngờ quan phủ đại tống lại còn hiểu cả tu đoạn đề phòng phạm tội mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn tội phạm nhưng cũng có thể khiến cho những người trong lòng chuẩn bị phạm tội đó có chút cảnh giác quan phủ đại tống đã khiến cho triệu nhan bất ngờ không chỉ là về những mặt này mà khi họ đi trên ngự nhai không bao xa lại thấy một người mặc quan phục mang theo một đám nha dịch văn thư vừa đi vừa phát tiền đồng cho những ông chủ cửa hàng nhỏ hai bên đường chờ tới khi tới gần triệu nhan mới phát hiện người mặc áo quan phủ đó lại là doãn phùng kinh lần trước đã gặp một lần nở khai phong phủ mặt khác người đó cũng trà trộn vào trong nha dịch khuôn mặt râu ria xồm xoàm mỉm cười thỉnh thoảng lấy một đồng tiền đồng ở trong túi trong xe đằng sau lưng phát cho những ông chủ nhỏ lần này không chờ triệu nhân lên tiếng hỏi tao dĩnh liền chủ động giải thích tết nguyên tiêu hàng năm phổ giãn khai phong sẽ đích thân dẫn người lên phố phát tiền đồng cho những người bán hàng nhỏ cái này gọi là cảm ơn những người bán hàng nhỏ trong ngày lễ đã không nghỉ ngơi vẫn kiên trì làm công việc buôn bán ngoài ra cửa hàng hai bên cũng sẽ được quan phủ tặng một lượng nến dầu thấp rất lớn Nắm như vậy đều là muốn để cho chợ đèn càng náo nhiệt hơn. Chợ nhan nghe tới đây cũng đã hiểu ra, hóa ra Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt như vậy, ngoài lực lượng dân gian ra, quan phủ cũng tích cực thúc đẩy. Điểm này cũng giống như những phong tục thúc đẩy thành thị đời sau, sau đó bỏ tiền ra để thúc đẩy, không những vì chính tích mà cũng là có tác dụng tích cực với dân sinh. Thư Ninh tỷ tỷ, Dĩnh Nhi muội muội, hóa ra các người ở đây, ta đã tìm các người rất lâu rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Nhan nghe thấy bên cạnh có người gọi bảo an công chúa và Tào Dĩnh. Hơn nữa hắn còn nghe thấy giọng nói này rất là quen, liền quay đầu lại nhìn, kết quả là lộ rõ một nụ cười khổ. Chỉ thấy trong dòng người hối hả một thiếu nữ thanh như u lan lặng im đứng ở đó. Trong cặp mắt to có chút ý cười nhìn đám người bảo an công chúa chỉ là triệu nhan lại cảm thấy ánh mắt đối phương thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì người thiếu nữ này chính là Âu Dương Uyển Linh, bị mình hại không gả đi được. Mà bên cạnh Âu Dương Uyển Linh còn có một thiếu nữ mắt to đi cùng. Hình như là lần trước khi ở Tây Viên Nhã Tập đã từng gặp mặt, nhưng triệu nhan lại không biết tên gọi của đối phương. Uyển Linh muội muội sao cũng ở đây, thật là trùng hợp. Thọ ca công chúa tính tình hoạt bát, thấy Âu Dương Nguyễn Linh liền mỉm cười bước lên nói chuyện. Tiếp theo đó bảo an công chúa và Tào Dĩnh cũng bước lên nói chuyện. Duy chỉ có tiết ninh nhi đứng không hề nhúc nhích. Dù sao Âu Dương Nguyễn Linh cũng là tiểu thư khuê cá, còn cô chỉ là một hành thủ. Đám người Tào Dĩnh có thể không tính toán tới thân phận của cô, nhưng cũng không có nghĩa là những cô gái quý tộc khác không tính toán. Nếu lúc này cô động tới, rất có thể sẽ bị mất hứng. Chúng ta đã đi tìm thư ninh tỷ tỷ các người rất lâu rồi. Hôm nay tỷ muội vãn hôn xã đang tụ tập ở hồi thủ lầu Việt Nam ngự nhai. Vốn là hôm nay sai người đi quận vương phủ báo tin cho các tỷ. Không ngờ người được phái đi lại nói đám người ninh thư tỷ tỷ sớm đã ra ngoài rồi. Ta đoán các người chắc chắn tới ngự nhai xem đèn, do đó đã dẫn người tới tìm. Không ngờ quả thực đã tìm thấy các ngươi. Âu Dương Nguyễn Linh cũng rất vui mừng nói mặc dù vãn hôn xã là tào dĩnh và thọ khang công chúa đề xướng đầu tiên nhưng vì hai người họ thường xuyên ở ngoài thành rất ít khi vào trong thành cho nên bình thường hoạt động trong vãn hôn xã đều là âu dương Nguyệt linh tới chủ trì nên nhớ nàng có lẽ là thành viên cốt cán của vãn hôn xã đương nhiên âu dương Nguyệt linh cũng là bị ép nếu không với tuổi tác của nàng e là sớm đã nên xuất giá rồi hôm nay trong xã vẫn còn có hoạt động quá tốt rồi chúng ta mau đi thôi Thọ Khang công chúa thích náo nhiệt nhất, vừa nghe thấy các tỉ muội trong xã muốn tụ họp lại cùng sinh hoạt, đương nhiên là hưng phấn vô cùng rồi, kéo Âu Dương Nguyên Linh đi về phía Nam. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cũng vui vẻ đi theo. Kết quả là Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo mà thôi. Hồi thủ lâu nằm ở phía Nam Ngự Nhai cũng là một trong số 72 cửa hàng chính của thành Đông Kinh. Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, khách đã từng ăn qua, phần lớn đều trở thành khách quen nơi đây, cho nên ban đầu được gọi là hồi đầu lầu, nhưng sau đó chủ tiệm cảm thấy cái tên này có chút tục tằn, do đó đã đổi thành hồi thủ lầu. Khi đám người triệu nhan tới hồi thủ lầu, phát hiện thấy cả tiểu lầu đã được những thiếu nữ quý tộc Âu Dương Nguyên Linh này bao hết rồi. Bên ngoài tiểu lầu có rất nhiều hộ vệ đang đứng, bên trong không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đi vào. Thậm chí trưởng quỹ trong tiểu lầu cũng đều đổi thành thiên nữ của các nàng mang tới. Mà ở trước lan can lầu ba cũng có không ít phụ nữ quý tộc đứng lên cao để ngắm nhìn cảnh đẹp của thành Đông Kinh thỉnh thoảng thốt lên tiếng vui mừng khiến đàn ông qua đường đều lần lượt quay đầu lại. Điều này quả thực là đúng với cái tên hồi thủ lầu này. triệu nhan tiết đám người tàu dĩnh đi tới phía dưới hội thủ lầu, mặc dù hắn rất muốn lên xem nhưng là lại bị cản lại. Dù sao thiếu nữ quý tộc phía trên, ai nấy đều là thân thế bất phàm. Trên con phố này đều có một đám hồ vệ vây quanh, tránh bị đàn ông lạ lẫm xông vào. Càng đừng nói là để cho một người đàn ông trẻ lên lầu, cho dù triệu nhân là quận vương cũng không được. Phụ quân không cần phải lên, chúng ta và các tìm muội tụ tập phu quân hết tự đi tìm chỗ du ngoạn đi khi tào dĩnh thấy triệu nhan bị ngăn lại với bộ dạng buồn bực liền mỉm cười nói nếu quận vương muốn lên đầu cũng không phải là không được nhưng lại có một điều kiện nhưng tào dĩnh vừa dứt lời thiếu nữ mắt to đó bên cạnh âu dương nguyễn linh liền mỉm cười nói chỉ thấy thiếu nữ này nhìn thì khoảng 13-14 tuổi cơ thể vẫn chưa phát triển nhìn thì hoàn toàn là dáng vẻ của một bé gái đôi mắt to lồi hẳn ra ngoài nhìn rất đáng yêu hả điều kiện gì triệu nhân nghe tới đây liền sáng mắt lên dù hắn đã là người có vợ rồi nhưng đối với những thiếu nữ quý tộc trên lầu này cũng không còn cách nào khác nhưng nếu có thể cùng thưởng thức hoa đăng với thiếu nữ đẹp như vậy có lẽ cũng là mơ ước của tất cả đàn ông <laughs> rất đơn giản chỉ cần quận vương vẽ một bức tranh cho mỗi tỷ muội trên đầu nếu quận vương đồng ý tiểu nữ sẽ thay mặt mọi người đồng ý để quận vương lên đầu chỉ thấy thiếu nữ mắt to đó nói có chút tinh nghịch đồng thời trên mặt cũng lộ rõ vẻ hy vọng từ sau khi triệu nhân nổi tiếng vẽ tranh rất nhiều cô gái đều muốn triệu nhân vẽ tranh cho mình nhưng lại không có cơ hội nếu triệu nhân đồng ý vậy thì nàng cũng có thể có một bức tranh khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi nhưng triệu nhân vừa nghe thấy thế liền lộ rõ nụ cười khổ nói Mặc dù ta không biết trên đầu có bao nhiêu thiếu nữ nhưng ít nhất cũng phải hàng trăm người, quả thực có thể khiến ta mệt chết mất cho nên ta không tham gia vào cái trò náo nhiệt này đâu. Thấy Triệu Nhan từ chối, thiếu nữ mắt to đó cũng không khỏi đổ vẻ thất vọng. Nhưng lúc này Triệu Nhan lại cười nói, đương nhiên nếu vị mùi bụi này cùng Âu Dương Tiểu Thư muốn vẽ tranh, đương nhiên có thể tới biện viện tìm ta. Tới khi đó Triệu Mỗ nhất định sẽ vẽ cẩn thận bức tranh của hai vị. Tốt quá rồi. Nghe thấy Triệu Nhan đồng ý vẽ tranh cho mình, thiếu nước mắt to liền vui mừng nhảy cẫng lên, hoan hô một tiếng. Còn Âu Dương Nguyễn Ninh bên cạnh nàng thì nghe thấy trong lời nói của Triệu Nhan cũng có cuốn theo mình vào trong đó. Khi đó cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trải qua chuyện Tây Viên Nhã Tập lần trước khiến cho nàng đã thay đổi ấn tượng về Triệu Nhan, nhưng vẫn không có nghĩa là hai người hoàn toàn hòa giải. Vì vậy Âu Dương Nguyễn Ninh nghe thấy Triệu Nhan muốn vẽ tranh cho mình, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng thấy bộ dạng vui mừng của thiếu nữ mắt to bên cạnh, sao có thể thốt lên lời được chứ? Kỳ thực triệu nhân vừa rồi vốn cũng không định lên đầu, bởi vì bên cạnh hắn còn có một đám người Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh và bà An Công Chúa có thể đi vào gặp gỡ tỉ muội trong vãng hồn xã. Nhưng Tiết Ninh Nhi là một thân vật quá hèn mọn, hai là cũng không phải là thành viên của vãn hồn xã, bất luận là điều nào cũng đều không thể vào được. Triệu Nhân đương nhiên cũng không thể để Tiết Ninh Nhi một mình bên ngoài, vừa rồi hắn cũng chỉ là cố ý làm ra vẻ cười đùa mà thôi. Triệu Nhan liền đưa mắt tiễn đám người Tào Dĩnh vào trong đầu, lúc này mới cười đùa với Tiết Ninh Nhi bên cạnh. <laughs> Bây giờ thì hay rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta, không biết nếu gặp phải người ngưỡng mộ Tiết Hành Thù liệu có đánh ta một trận hay không đây? Tiết Ninh Nhi đỏ bừng mặt lên với câu nói đùa của Triệu Nhan, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, thậm chí trong lòng còn dâng lên vài phần mong chờ. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, tương tự cũng dùng ngữ khí bông đùa nói quận vương nói ngược rồi thiếu nữ trong thành bây giờ đều vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của quận vương nếu để người ta biết tiểu nữ có vinh hạnh được cùng quận vương ngắm đèn e là hôm sau tiểu nữ sẽ bị nhốt trong nhà không dám ra ngoài cửa mất với câu bông đùa của tiết ninh nhi triệu nhan cũng bật cười ha hả sau đó hai người sánh vai nhau bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp của tết nguyên tiêu có lẽ là vì chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Tiết Ninh Nhi hình như cũng thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn chỉ vào đèn hoa trên đường kể lại một vài câu chuyện, thậm chí còn ngâm mấy bài thơ ngắn, thật ra cũng khiến cho triệu nhân mở mang tầm mắt. Hội đèn nguyên tiêu không chỉ có ngắm hoa đăng, ngoài ra còn có không ít nghệ nhân ca hát nhảy múa, siếc ảo thuật. Hơn nữa nhân ngày lễ náo nhiệt nhất này, những nghệ nhân này cũng đã dùng hết bản lĩnh của người xem. Dù sao hôm nay nếu có thể thu hút được quần chúng tới xem, đều có thể giúp họ kiếm được chút thu nhập bằng một hai tháng bình thường. Châu Nhan và Tiết Ninh Nhi vừa đi vừa thưởng thức biểu diễn trên đường. Gặp chỗ phấn khích, Châu Nhan cũng tung ra một đồng tiền khiến những người làm siếc cảm ơn lê lịa. Cứ như vậy cho tới canh hai, Châu Nhan cảm thấy hơi đói bụng. Đúng lúc thấy có người bán bánh nướng, kỳ thực cũng chính là món bánh nướng ở phương Bắc hậu thế thường gọi là bánh tướng Bên trong bánh mì nhét hành hoa, bột tiêu và mỡ động vật, sau đó cho vào trong lò nướng đặc chế nướng lên sau khi nướng chín bên ngoài trái xém rất thơm nếu có thể kẹp thêm trứng gà hoặc rau xào vào bên trong thì chắc chắn có thể khiến cho người ta thích thú nào hai mươi chiếc bánh nướng triệu nhan và tiết ninh nhi tới trước dạp bánh nướng lớn tiếng gọi mặc dù lắm người tàu dĩnh đi rồi nhưng bên cạnh triệu nhan còn có tiểu đậu nha và đám hộ vệ lâm hồ Cộng lại vừa tròn hai mươi người triệu nhan đương nhiên không thể chỉ biết tới bản thân mình được khách quan chờ một chút lên ngay đây đại thầm bán bánh nướng thấy cuộc mua bán lớn tới liền mỉm cười hô lên sau đó chân tay nhanh nhẹn mở lò nướng ra lấy bánh nướng từ bên trong lò nướng đưa ra tới tận tay đám người triệu nhan nhưng vì đám người triệu nhan quá nhiều một lò bánh nướng chi hết vẫn còn thiếu hai chiếc điều này khiến cho đại thầm bán bánh nướng có chút khó xử bởi vì nướng thêm một lò nữa chắc chắn sẽ phải chờ nhưng thấy người của hội đèn ai cũng đang ngây người ra một chỗ chờ đợi ôi người đó chẳng phải còn có một lò vẫn chưa mở sao sao lại không bán cho chúng ta chứ Trường Nhan chỉ về phía lò bánh khác trước mà đại thầm bán bánh nướng nói vừa rồi hắn đã phát hiện ra đối phương có hai lò nướng vừa rồi đối phương chỉ lấy bánh nướng trong một lò nướng ra bán cho mình ai già không dám lừa gạt nha nội bánh nướng ở đây của lão có hai loại một loại là bánh nướng mỡ dê một loại là bánh nướng mỡ lợn vừa rồi bán cho nha nội là bánh nướng mỡ dê lò còn lại là mỡ lợn loại này đều là cho người nghèo khổ ăn sao dám lấy ra cho nha nội chứ đại nương bánh nướng đáp lại với vẻ mặt nịnh nọt bánh nướng mỡ lợn à triệu nhân nghe tới đây liền ngẩn người ra liền vui mừng nói Ây, được rồi người lấy thêm cho chúng ta hai chiếc bánh nướng mỡ lợn bổn nha nội không quan tâm tới những chuyện này đại nương bánh nướng nghe tới đây ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn triệu nhan thịt lợn là thịt ti tiện chỉ có người nghèo khổ mới có thể ăn nhưng vị nha nội trước mặt này vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường đừng nói là hắn có lẽ ngay cả nha hoàn phía sau cũng đều không thể ăn được nhưng dù trong lòng nghi ngờ đại nương máy nướng vẫn lấy ra hai chiếc bánh nướng mỡ lợn theo như lời đã nói cho triệu nhan triệu nhan cầm lấy sau đó tự mình ăn một chiếc chiếc còn lại vốn định cho tiểu đội nha nhưng không ngờ lại bị tiết ninh nhi cướp lấy nói Thiệp thần cũng thích ăn bánh nướng mỡ lợn cái này cho ta đi Thấy bánh nướng của mình bị cướp tiểu đội nha vô cùng bất mãn chu mỏ lên cuối cùng lại hờn dỗi trải đại mua thêm một chiếc bánh nướng mỡ lợn nữa bây giờ đang thích thú đi sau triệu nhan vừa đi vừa ăn đúng lúc đám người triệu nhan từ từ tiến về phía trước bỗng chỉ nghe thấy bên đường có một giọng nói như sấm vang quát lớn tránh ra phịch tiếp theo là một bóng đen như linh xà chạy thẳng về phía triệu nhan triệu nhan chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó một bóng đen bay tới tiểu đội nhà phía sau hét lên một tiếng chói tai muốn lao lên phía trước cứu viện nhưng nó không kịp nữa về phần đám người lâm hồ đó thì lại càng xa hơn căn màn không kịp phản ứng thấy bóng đen đó sắp đụng trúng người triệu nhan rồi nhưng cũng đúng lúc này tiết ninh nhi gần hắn nhất là hét lên một tiếng bỗng chốc lao về phía triệu nhan trận bóng đen đang bay đó giúp hắn chỉ thấy ba một tiếng sau đó tiết ninh nhi kêu lên một tiếng thảm thiết mi ngà thon dài cũng nhíu chặt lại nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường rồi cô thế nào rồi không bị thương chứ triệu nhan lúc này mới phản ứng lại liền ôm lấy tiết ninh nhi sau đó hai tay xoa lưng của nàng kết quả xoa đi xoa lại cũng không chạm tới chỗ thương ngược lại khiến cho mặt tiết ninh nhi đỏ bừng lên chỉ thấy nàng khẽ đẩy triệu nhan ra nói không sao chỉ là bị thứ gì đó đập vào một chút quận vương bay tới là sợi xích sắt này đúng lúc này lâm hồ nhặt một sợi xích sắt từ dưới đất lên bước lên phía trước bầm báo chỉ thấy sợi xích sắt này to bằng ngón tay cái nhìn thì vô cùng rắn chắc nhưng không biết vì sao suýt chút nữa đã đập trúng vào mình đang lúc đám người triệu nhan muốn truy tìm hung thủ quang xích sắt bỗng thấy một đám người làm xiếc vây quanh bị tách ra sau đó một chàng thanh niên to khỏe chạy tới hành lễ với triệu nhan nói tiểu nhân tội chết đáng bản lần nhất thời dùng lực đập mạnh vào nha nội mong nha nội thứ tội chỉ thấy khi người đàn ông này nói chuyện dù về mặt ái náy nhưng lại không hề có chút sợ hãi nào thậm chí còn đứng vững như thái sơn ở đó nhìn cực kỳ phong độ điều này cũng khiến cho đám người triệu nhân vô cùng kinh ngạc nhưng nhớ lại vừa rồi sợ xích sắt đó suy chút nữa đã đập chúng mình triệu nhân cũng có chút tức giận nói thằng nhãi người không có mắt à người đi trên phố nhiều như vậy người lại con sợ xích sắt này trên phố cho dù lần này không có đụng chúng bồn nha nội ngồi nhớ đụng chúng người khác thì làm thế nào Nhà nội thứ tội, lần sau tiểu nhân nhất định sẽ chú ý. Đây là tiểu nhân làm siếc hôm nay giành được, coi như là đền tội cho nhà nội. Chỉ thấy người đàn ông này một lần nữa anh ấy nói, đồng thời cũng lấy từ trong ngực ra một chiếc túi vải, bên trong đựng đầy tiền, nhìn dáng vẻ là muốn bồi thường. Nhưng không chờ cho tiểu nhân kịp lên tiếng, trong số những người vốn vây quanh người đàn ông này xem gã làm siếc, có một người lớn tiếng hô lên. Nhà nội sẽ tức giận, vị tráng sĩ này vừa rồi đang biểu diễn ngạnh công vừa dùng sức lại có thể cắt đứt sợi xích sắt trói trên người chỉ là vì dùng lực quá mạnh vừa rồi mới bay một đoạn xích sắt về phía nhà nội cho nên nói đây cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi nghe thấy có người trượng nghĩa minh vực người đàn ông đó cũng lộ rõ về mặt cảm kích bước về phía đám người liên tục chắp tay cảm ơn kết quả là càng khiến cho nhiều người nói giúp y lúc này tiết ninh nhi cũng thấp giọng khuyên can quận vương không nên làm khó người ta dù sao đây cũng là người hạ đẳng, làm siết kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa chúng ta cũng không có bị thương, cho nên chuyện này thôi đi. Triệu Nhan mỉm cười gật đầu với lời khuyên của Tiết Ninh Nhi. Nhưng lúc này hắn lại vô cùng hứng thú với người đàn ông này. Đặc biệt là thấy sợi xích to như vậy trong tay, liền có chút hoài nghi hỏi. Ngươi không lừa chúng ta đấy chứ? Sợi xích to như vậy ngươi thực sự có thể kéo đất sao? Thấy Triệu Nhan không trách tội mà lại hỏi tới bản lĩnh của mình, người đàn ông này vô cùng phấn khởi liền vỗ ngực bảo đảm không dám lừa gạt nha nội tiểu nhân từ nhỏ đã học võ nghệ hai tay có lực ngàn cân cắt đứt sợi xích con con này tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn <laughs> nếu người đã nói như vậy bốn nha nội lại có chút không tin chỉ bằng thế này đi ngươi biểu diễn lại một lần nếu thật sự là có thể kéo đứt xích sắt bốn nha nội không những không tính toán chuyện lúc trước mà còn trọng thưởng tiểu nhân lúc này cũng hứng chí nói hắn vốn không phải là một người bá đạo hơn nữa lần này quả thực cũng là một chuyện ngoài ý muốn cho nên hắn cũng căn bản không có để tâm chỉ là có chút hứng thú với tài biểu diễn của người đàn ông này nếu nhà nội thấy được mời ngài vào đấu trường xem, tiểu nhân nhất định sẽ làm hài lòng nhà nội. người đàn ông này nghe thấy lời này của triệu nhan cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. mà dù đối phương vừa nhìn là biết thân phận không tầm thường nhưng lại không phải là người y thế hiếp người chỉ cần biểu diễn của mình khiến đối phương hài lòng trên này cũng có thể qua rồi. đám người triệu nhan liền đi theo người đàn ông vào trong trường đấu người xem xung quanh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của họ nên cũng đều lần lượt bàn tán với vẻ mặt đầy hưng phấn. Dù sao, biểu diễn đơn thuần sao có thể phấn khích được cũng cần có chút mánh lới chứ. Còn cuộc đánh cực giữa Triệu Nhan và người đàn ông làm chiếc đó đúng lúc là mánh lới này. Vì vậy thắng chốc cũng đã thu hút lượng lớn người xem. Sau khi vào trong sàn đấu, Triệu Nhan mới phát hiện ra cả bãi làm xiếc chỉ có một người đàn ông này. Không giống như gánh xiếc khác đều kết thành đội, hơn nữa bài trí cả dạp cũng rất đơn giản, chỉ có mấy cây gậy dựng ở đó. Trên mặt đất còn quang mấy sợi xích sắt, chỉ thấy người đàn ông đó tùy tiện nhặt lên một sợi xích sắt từ dưới đất lên, nói với Triệu Nhan mời nhà nội sai một người giúp tiểu nhân trói sợ xích sắt này vào người nhất định phải trói chặt cái này dễ làm triệu nhân nói xong liền ra hiệu cho lâm hồ bên cạnh sau đó thì vệ cao lớn này liền bước lên tiếp theo sợi xích sắt dẫn chắc trói chặt người đàn ông này lại hơn nữa còn có nút thắt như trói tù binh trong quân càng dãy càng chặt nhưng người đàn ông này sau khi nhìn thấy phương thức trói này lại sáng mắt lên nói hóa ra là huynh đệ trong quân may mắn may mắn Tuy nhiên đối với người đàn ông này, Lâm Hồ lại không hề có bất kỳ đáp lại nào mà trừng mắt liếc nhìn đi một cái. Là hộ vệ thủ lĩnh bên cạnh Triệu Nhan. Nếu hôm nay để sợi xích đó đập trúng Triệu Nhan, gã e là cũng có tội không làm tròn trách nhiệm. Cho nên dù Triệu Nhan không trách tội người đàn ông này, nhưng trong lòng gã lại không có chút thiện cảm nào đối với người đàn ông này. Chỉ thấy sau khi Lâm Hồ trói xong, sau đó quay trở về thấp giọng bẩm báo với Triệu Nhan. Khởi bẩm quần vương, sợi xích không có vấn đề gì, hơn nữa ta chói rất chặt, tuyệt đối không thể bị tháo ra được. Nghe thấy lời của Lâm hộ Triệu Nhan khẽ gật đầu, tiếp theo đó hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm hộ nếu đồ đại là người, người có thể kéo đứt sợi xích sắt trên người đó ra được không? Cái này... Chỉ thấy sau khi Lâm hộ nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan về mặt đỏ ửng lên, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói. Khởi bẩm quận vương thuộc hạ không thể. Kỳ thực đừng nói là xích sắt cho dù là sợi dây thường bình thường cũng không phải là người bình thường có thể kéo đứt được, cho nên thuộc hạ căn bản không tin trên đời này có người có thần lực như vậy. Lâm Hồ vừa nói dứt lời liền nghe thấy người đàn ông đó trên đấu trường hét lên một tiếng. Quả thực tiếng thét giống như là tiếng sấm vang lên. Tiếp theo đó chỉ thấy cơ bắp trên người y nổi lên, từng khối cơ bắp nhìn giống như thép vậy. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy người đàn ông này lại hét lớn một tiếng, mở. Phịch một cái vang lên, chỉ thấy sợ xích trên người đàn ông đó bỗng chốc bị kéo căng, bung ra. Chỉ là lần này đối phương rõ ràng đã để lại chút lực, vì vậy mà chỉ kéo đứt sợi xích thành hai đoạn rơi xuống đất mà không bay đi giống như lần trước có lẽ cũng là lại sợ văng vào người ta nữa. Hay, xem tới đây, Triệu Nhan liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mọi người xung quanh cũng lớn tiếng khen ngợi, thậm chí ngay cả Lâm Hồ lúc trước không tin đối phương có thể kéo đứt sợi xích sắt cũng vô cùng khiếp sợ. Sau khi kịp phản ứng lại cũng lộ rõ về khâm phục, y cũng là người thẳng tính, có gì tốt xấu đều thể hiện ra ngoài mặt, bây giờ thấy bản lĩnh của đối phương thực sự mạnh hơn mình, y cũng không thể đố kỵ người ta như trước nữa. Đây cũng xem như là một trong những ưu điểm không nhiều trên người y. Thượng, Triệu nhân vừa rồi đã từng nói là có thưởng lớn, trước mặt nhiều người như vậy đương nhiên là không thể nuốt lời được. Lâm Hồ liền lấy ra mấy đồng tiền ở trong túi phía sau người đặt vào trong túi áo của người đàn ông đó, sau đó liền chắp tay một cái mới quay trở về. Thấy tiền thưởng của cá nhân triệu nhan còn nhiều hơn lúc trước mình đã kiếm, người đàn ông này vô cùng phấn khởi, đặc biệt là có thể nhận được sự công nhận của huynh đệ trong quân Lâm Hồ này, càng khiến cho gã cảm kích trong lòng, liền chắp tay nói với triệu nhan đa tạ nhà nội thường tiền kéo đứt xích chất chỉ là dựa vào chút lực tiểu nhân đắc ý nhất vẫn là võ nghệ của mình bây giờ sẽ biểu diễn cho nhà nội xem như là cảm tạ người đàn ông này nói xong cũng không chờ triệu nhân lên tiếng liền trần khai thế bắt đầu diễn võ vừa mới bắt đầu triệu nhân không có chú ý một là hắn cảm thấy một người đàn ông làm siếc có thể có được võ nghệ gì e rằng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi mặt khác võ nghệ đối với hắn cũng không có hiểu biết cho lắm nhưng cùng với thân thủ thi triển của người đàn ông này chỉ thấy đối phương thân hình giống như là chân tay như rồng như điện khi công kích sấm chớp cuồng phong tốc độ nhanh khiến cho người ta quả thực là không thở nổi cho dù triệu nhân là người ngoại đạo cũng có thể thấy được võ nghệ của người đàn ông này không phải là dạng tầm thường đặc biệt là một quyền một cước của người đàn ông này đều có tiếng đâm toạc không khí sắc nhọn nhớ lại thần lực vừa rồi gã biểu diễn nếu thực sự đánh lên cơ thể người hậu quả thực là không dám tưởng tượng quận vương võ nghệ của người đàn ông này cao cường tuyệt đối là tiểu nhân bình sinh ít nhìn thấy khó trách cắn tay vừa rồi có thể thoáng chốc đã keo đứt xích sắt lâm hồ lúc này khẽ nói với triệu nhan với vẻ mặt ngưng trọng đồng thời cũng ngầm ám chỉ hồ vệ bên cạnh cẩn thận đề phòng bởi vì võ nghệ của đối phương biểu hiện ngộ nhỡ thực sự gây bất lợi cho triệu nhan những người bọn họ e là khó mà ngăn cản được nghe lời nói của lâm hồ tiểu đội nha cũng lên tiếng tán đồng Võ nghệ của người đấu này quả thực rất lợi hại, cho dù hai không đúng năm cũng không đúng. Khi tiểu đội nha nói tới đây, buồn giàu đưa 10 ngón tay ra đếm, cuối cùng vẫn không tính được hết đành bị môi nói. Dù sao cũng rất nhiều tiểu đội nha cộng lại cũng không đánh lại hắn ta. Tiểu nhan ngay tới đây cũng gật đầu tán đồng, hắn chỉ đứng ở đây quan sát đối phương diễn võ đã cảm thấy không thở nổi nữa. Nếu quả thực có người bước lên tỉ võ với đối phương, e là thoáng chốc đã bị vô số lần công kích rồi. Quyền pháp tốc độ mạnh như vậy quả thực là rất khó có được. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Nhan cũng không khỏi có chút tiếc nối. Người như vậy bất luận là để bên cạnh hay để trong quân đội cũng đều rất thích hợp, cho nên chờ tới sau khi người đàn ông này đánh xong bộ quyền pháp, mọi người xung quanh cũng đều nín thở kinh ngạc. Lúc này Triệu Nhan cũng lên tiếng hỏi: "Không biết tráng sĩ xưng hô thế nào? Ở chỗ nào Đông Kinh?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 44 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 45.